Để điên Hoạt Phật chương thứ 163 Liêu Đình Quý ỷ thế hiếp người nghèo Trần Thanh Viễn trợ quyền bị tức ngực Liêu Đình Quý dẫn tới mấy mươi tên phỉ đồ vác đau thương gậy gộc đến tiệm đậu hũ kéo cho con Châu Đắc Sơn đè xuống đánh May nhờ những người hàng phố kéo đến khuyên can Liêu Đình Quý bảo bọn ấy đập phá hết đồ đạc từ cối say, thủng gỗ, tất cả dụng cụ khóc chửa thứ chi rồi mới bỏ đi châu đắc sơn khắp người bị thương tích thấy đồ đạc ở trong nhà bị phá sạch không còn hành nghề được nữa bèn nói con ơi chúng ta sống hết được rồi đánh thì đánh không lại người ta thừa liền quản thì chúng ta thân yếu thế cô tả lớn tuổi chừng này chưa bị ai hà hiếp như thế bao giờ chúng ta sống không được làm được gì hắn để ta viết một tờ âm trạng chết đi xuống dưới âm phủ đầu vào cáo hắn Châu Mậu ơi! Chừng đó, còn hãy đến huyện Tiền Đường kêu oan để báo cửu cho ta. Bảo mẹ con đến phủ Ninh An tố cáo hắn. Mạng giả của ta đây không thiết sống nữa. Châu Mậu cũng muốn báo thù nên không cản trở cha. Hai cha con đang nói chuyện thì ở bên ngoài có một người đi vào. Châu Mậu nhìn ra thì là người quen, cũng là người không ra gì ở địa phương này. Hắn ta vốn không có việc gì chẳng làm, kính bọn rào búa, sợ người có tiền, lất hiếp người già cả. Người này họ mau, ngoại hiệu là mau nhượng nhượng, có nghĩa là mau ẩm ý. Hắn ta ở tại huyện Tiền Đường. Khi họ lưu mà người tới, hắn không chịu tới. Đến khi bọn họ đi rồi, hắn mới đến tiệm đậu hũ nói. Hay à, ai dám tới đây phá tiệm đậu hũ vậy? Chuyện này xảy ra thiệt như tát vào mặt ta đấy. Bộ không biết họ mau ta ở đây sao? Hồi nãy ta không có nhà. Nếu có ở nhà, đố khỏi bị ta chém vải đứa. Hắn đang khoa tay múa chân là lối ẩm ý, thì từ bên ngoài tế điên bước vào, tắt hắn một bạc tài. Mau nhượng nhượng là ẩm mỹ. Hay cho ông hòa thượng, ông dám đánh ta hả? Ừ, um, ta đánh là phải đấy. Ai bảo người ở đây nói dốc làm chi? Hãy cho hòa thượng, chúng ta phải đưa việc này lên quan mới được. Ừ, người ra đây mao nhượng nhượng bước ra bị tế điên níu lại đánh cho bà thòi hắn nói để tôi đánh ông chứ nói rồi hưu quyền đánh lại tế điên đếm một nè hai nè ba nè rồi nói bây giờ ta đánh người nè nói rồi bước tránh ra vật mao nhượng nhượng xuống đánh bà thòi đánh xong ba thoi lại bảo bây giờ ngươi đánh ta đi nói rồi chính mình nằm xuống cho hắn đánh Mau nhượng nhượng muốn đánh hơn số đó nhưng bị tế điền vật xuống. Mọi người nhìn thấy như vậy cũng không ai khuyên can và đều nói hòa thượng chơi thật công bằng. Đánh mau nhượng nhượng ba thoi xong, hòa thượng kêu hắn đánh lại ba thoi. Hắn đánh ba thoi xong liền bị hòa thượng đè lại xuống đánh. Mọi người đang chăm chú xem hai bên trao đổi bà thòi, thì nghe có người ở một bên nói, Thôi, đừng đánh, có tôi tới đây. Ai nấy nhìn lại thấy người mới đến tướng tá rất đẹp, mình cao hơn chín thước, tàm đỉnh nở rộng. Đầu đội khăn trắng sĩ sáu múi bằng đoạn màu đen, bên trên có gắn sáu miếng kiếng. Mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng buộc dây loàn đái, mang giày đế mỏng, bên ngoài khoác một áo choàng lớn anh hùng bằng đoạn theo đen, trên theo bà đóa phú quý màu lam mặt giống như giấy ô kim, mày tà mắt lớn, dưới cầm có một bộ dầu cước tua tủa trước ngực, người này là Thiết diện Thiên Vương Trịnh Hùng. Trịnh Hùng sau khi chia tay với tế công ở Mã Gia Hồ huyện Thường Sơn, trở về nhà mình, không có việc gì cũng lên huyện Tiền Đường chơi. Bởi vì Trịnh Hùng có một người bạn họ Trần tên là Thanh Viễn, là tiêu đầu ở Đông Lộ Bảo tiêu cục, tính tình rất trung hậu, nhà cũng ở thành Lâm An này. Hôm ấy Trần Thanh Viễn rảnh việc dẫn gia nhân đi dạo chơi, đi đến ngoài cổng huyện Tiền Đường thì thấy một người mại võ múa quyền ở đó, người xem đông chật rất là nhiệt náo. Trần Thanh Viễn nhìn thấy người mãi võ này đã được danh nhân truyền dạy nên quyền cước rất tinh thông, đại khái là người này không quen đi lại trong giang hồ, cũng không biết nói tiếng lòng giang hồ, có thế nào nói thế ấy, trước khi múa quyền cất lời giao thưa quý vị tại gia là người ở phương xa không nghe nghề mãi võ chỉ nhân vì đi thăm bạn hữu tại quý địa phương không gặp mà tiền lộ phí đã tiêu dùng hết rồi hồi còn ở nhà tại hạ có luyện qua một vài đường quê rốt tại hạ cũng không biết hàng đệ tử của bậc danh sư ở đâu mà gửi thép đến hầu để bái phỏng các vị ở đây có tiền giúp cho tiền ai không có tiền thì đứng chậm oai giúp đỡ kẻ không may lẽ ra phải có một vài lời lẽ giang hồ giao nói rõ ràng mới phải trần thanh viễn dòm thấy người mãi võ ấy không biết dùng tiếng giang hồ nào nên luyện mấy bài quyền mà không một ai bỏ tiền ra cả bèn nghĩ người quân tử đến chỗ nào cũng làm cho người được tốt đẹp ta hãy bước vào giúp cho anh ta múa một bài quyền cho mấy điếu tiền để giúp đỡ anh ta khả khá một chút nghĩ rồi mới kêu gia nhân là trần thuận bảo Ngươi hãy vào tiệm tiền hàng nguyên ở bên trong cửa tiền đường, lấy cho ta 5 điếu tiền. Lát nữa sau khi ta giúp anh ta mố quyền xong, người bứt sâu tiền ra thảy vào nhé. Mãi võ có quy luật là không được ném cả sâu tiền vào. Trần Thuận gật đầu đi đến tiệm tiền lấy 5 điếu về. Trần Thanh Viễn bước vào diễn đường nói, Này bạn, để tôi giúp bạn mố một bài quyền nhé người mãi võ vội chắp tay nói xin hỏi đệ tử thái gia họ gì ạ tử đệ thái gia họ gì ạ à tôi họ trần nhận thấy bạn không phải là người chuyên mãi võ trốn giang hồ mà à, biết làm sao hơn ạ tôi không còn cách nào khác bạn tìm không gặp phải lâm vào cảnh túng quẫn để tử đệ gia ngài giúp tôi là tôi phải tiếp quyền với ngài hay là chỉ đứng một bên báo danh ngài với mọi người thôi à, bạn chẳng cần tiếp quyền. Ngay lúc đó từ bên ngoài có một người bước vào nói, bạn hãy cho tôi với, tôi cũng muốn tiếp tay đây. Hai chúng ta cùng đấu quyền nhá, cũng được. Nói rồi nhìn lại, người này cao tám thước, đầu đội khăn trùm phấn long bằng đoạn, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng thắt dây loan đái, đi giày đế mỏng, ngoài khoác áo choàng anh hùng cùng màu phấn long trên theo hoa mẫu đơn màu lam, mặt giống như thoa dầu, đầu đầy những nốt trái lộ vẻ giàn trá. Trần Thanh Viễn vừa cùng người ấy chạm quyền bỗng cảm thấy trước ngực bị tức, lật đật bước ra khỏi vòng nói, Này bạn, hãy dừng tay lại, tôi cảm thấy tức ngực quá. Nào ngờ cái tên tiểu tử ấy chẳng biết có quy củ cười ha hả nói, ha 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 ha. Thảo tả thấy ấy, thì tài năng của ông chỉ có thể quét dọn giúp thôi. Trần Thanh Viễn nghe thế tức giận nói, mi là cái thá gì mà dám đến làm nhục ta, tại ta bị tức nghẹn mi không biết sao. <laughs> thế ra mi là kẻ bất tài lại muốn đến chàng ràng ha. Mọi người nhìn thấy hai bên sắp đánh nhau, vội chạy tới khuyên can. Có người lôi người kia đi, Trần Thanh Viễn kêu gia nhân đem năm điếu tiền cho người mãi võ và hỏi. Thưa quý vị, Quý vị có biết người vừa rồi là ai? Họ gì không? Tôi muốn tìm hắn mới được. Tên này không biết lịch sự gì là gì hết. Mọi người cũng khuyên giải, xin đại gia trở về đi, không cần phải tìm hắn làm chi, cũng không biết hắn ở đâu nữa. Thực ra thì mọi người đều không dám nói về hắn, Trần Thanh Viễn cũng không biết làm sao, ngực càng tức hơn, đành phải trở về nhà, tìm gia nhân Trần Thuận nhưng cũng không thấy đâu, đành thuê một cỗ xe về nhà, ngực càng khó chịu hơn. Giây lát Trần Thuận mới về, Trần Thanh Viễn hỏi, Trần Thuận, ngươi đi đâu vậy? Ta cùng người ta đánh nhau, ngươi sợ ta đánh với người ta nên là chạy trước phải không? ấy, lão già đừng có hiểu lầm, tiểu nhân thấy tên côn đồ mặt trắng đó bỏ đi mà lão già lại không biết tên họ hắn nên ngầm theo dõi đó chứ. Được, thế người có hỏi thăm rõ ràng chưa? Đã tiểu nhân hỏi thăm rõ rồi Tên đó là chủ của vạn chân lầu Tên là Tôn Thái Lai Ngoại hiệu là Ma Diện Hổ Hắn là phỉ côn đồ ở địa phương này đấy Kết giao với quan trưởng khuấy động nhà môn Hà hiếp người lương thiện Không từ điều xấu nào Rất là nổi tiếng ở địa phương Không ai dám động đến hắn Được để ta hết bệnh rồi ta sẽ đi kiếm hắn Bệnh làm thờ không được Trần Thanh Viễn nhờ người xem mạch uống thuốc Cũng chưa bớt hôm ấy thiết diện thiên vương trịnh hùng tới thăm hai người là anh em cách nghĩa trần thanh viễn nói huỳnh trưởng tôi đầy hảy quá ảnh nắn nắn rủ tôi sao tôi khó thở quá tại sao lại khó thở Hơi, anh đừng nhắc lại làm chi trần thanh viễn mới đem việc trợ quyền ở diễn trường ra nói trịnh hùng nói hiền đệ cứ lo dũng thương đi ngô huỳnh sẽ báo thủ cho chú tôn thái lai căn cứ vào vai vế của hắn mà dám coi thường chú em của ta hả Quỳnh trưởng không nên đặt ra mặt đối đầu với hắn làm chi. quỳnh trưởng ở địa phương địa vị cao quý mà để cho hắn xúc phạm đến coi sao được. Để tôi mạnh tôi sẽ tìm hắn sau. Tiểu đệ đừng lo. Bởi không biết chú bị tức ngực nên biết nếu mà biết thì ta mời tế công Phật sống ở chùa Linh ẩn đến cho chú tí thuốc Linh đơn uống vào. Sẽ khỏi ngay thôi. Mẹ của ta mù mắt bao nhiêu năm không thấy được mà tế công còn trị được nữa. Huống chỉ là cái thứ bệnh lạt vặt này. Gia nhân Trần Thuận hỏi Thưa trịnh đại quan nhân uh, Người mà quan nhân vừa mới nhắc tới Có phải là ông Hòa Thượng kiếc Ở chùa Linh Ẩn không Phải đó à, ấy Hồi nãy tôi ra cổng tiền đường mua đồ Thấy ông Hòa Thượng đang đánh nhau Với màu nhượng nhượng ở Trước tiệm đậu hũ của Lão Châu Mỗi bên đánh nhau ba thôi hey, Để ta đi xem thử Ở nhà hiền đệ đợi ta nhé à, Ta phải đi đến vạn chân lầu Tìm cái thằng đó mới được Trịnh Hùng nói dậy rồi nói rồi đứng dậy ra đi. Trần Thanh Viễn kêu gia nhân kéo lại mà không được. Trịnh Hùng đi thẳng đến cổng tiền đường gặp Tế Điên đang đánh nhau với Mao Nhượng Nhượng. Trịnh Hùng nói: "Đừng đánh nữa, thưa sư phó, tại sao lão nhân gia lại đánh với hắn?" Mao Nhượng Nhượng nghe Trịnh Hùng gọi ông hòa thượng kiếp bằng sư phó, hắn sợ quá lật đật đứng dậy chạy lủi mất. Nguyên Trịnh Hùng tiếng tăm vang dội thành Lâm An. Nay thấy Trịnh Hùng bước tới hành lễ, tế điên và nói Sư phó sao lại đánh nhau với cái tên vô danh tiểu tốt như vậy? À, ta tính đập bé cái nổi sắt rồi lượm một ít đem bán lấy tiền uống rượu. Sư phó muốn uống rượu, đệ tử có tiền đây. Một mình ta không đi uống rượu đâu. Sư phó đi đâu, đệ tử xin đi cùng. Ta lên vạn chân lầu. Đệ tử cũng tính lên vạn chân lầu đây. Được. Hết chương thứ 163, chương thứ 164 Vì bạn hữu giận tìm ma diện hổ, mời sư phó đại náo vạn chân lầu Trịnh Hùng gặp Tế Điên, Tế Điên đòi lên vạn chân lầu uống rượu Trịnh Hùng nói, đệ tử cũng muốn lên vạn chân lầu đấy Được, đệ tử lên vạn chân lầu không phải để uống rượu mà để kiếm tôn thái lai báo cửu cho bạn Sư phó muốn uống rượu thì đi tiệm khác đi Ta cũng muốn kiếm tôn thái lai đấy. Nếu sư phó muốn đi tìm thì đệ tử không cản. Thôi, chúng ta cùng đi. Người hãy đợi ta một chút. Nói rồi, tế điên bước thẳng tới tiệm đậu hũ nói. Châu Đắc Sơn, ông đừng có chết vội nha. Cũng đừng viết âm trạng làm chi. Châu Mậu cũng không nên lên huyện tiền đường cáo làm chi. Để hòa thượng ta thay người đến vạn chân lầu kiếm liêu đỉnh quý dùng cho. Lạt nữa họ sẽ kêu sẽ kêu ông ta đến ta bảo lưu đình quý xin lỗi ông hắn đập phá đồ đạc gì của ông ta sẽ bắt hắn đền cho đủ số ông hãy chờ tin tức của hòa thượng ta vài ba giờ nếu mà không có thì chừng đó ông chết cũng chưa muộn nhá châu đắc sơn nghe xong cũng ngạc nhiên hỏi đại phó xưng hô thế nào ông? À? ta là tế đêm tăng ở chùa linh ẩn đây Châu Đắc Sơn tài nghè mắt thấy rõ ràng, té ra người đứng trước mặt mình là thế công dành tiếng vang dậy khắp thành lâm an, không ai làm không biết. Châu Đắc Sơn nói, Thánh Tăng đã có lòng từ bi xin cứu giúp, tôi xin chờ tin tức của ông hai ạ. Phải vậy chứ. Nói rồi cùng Trịnh Hùng đi thẳng ra cổng tiền đường, đi một đoạn không xa, nhìn về phía bắc chính là quán cơm rượu vạn trần lầu trịnh hùng đi đến vén rèm bước vào nhìn thấy phía đông là phòng trưởng quỹ phía tây là bếp lò bèn bước tới vỗ bàn trưởng quỹ nói a à, trịnh đại thái gia hôm nay muốn chiếu cố đến là tiểu tử mi ở đây ma diện hổ tôn thái lai đang ở trong phòng trưởng quỹ dày là lưu định quý không nên ỷ thế của quán ta mà đập phá tiệm đậu hũ thảng như vì việc này xảy ra án mạng rồi phải làm sao hơn nữa là thành Lâm An này hàng rồng ổ cọp, biết bao người qua lại, đi đường gặp chuyện bất bình can thiệp, cá đến ta lúc đó cũng phải xuống nước nhỏ, đâu có dám vô cớ vây họa. Thấy anh đừng có trách tôi, đấy là do Châu Mậu chém tôi trước ấy. Anh thấy sau vài tôi bị trọng thương đây này. Đương nói tới đó thì ở bên ngoài có người vỗ bàn nói, Tôn Thái Lai, hôm nay trịnh đại thái gia chiếu cố đến tiểu tử mi đây tôn thái lai cách dèm nhìn ra người nói đó chính là thiết diện thiên vương trịnh hùng tôn thái lai biết trịnh hùng là nhân vật đặc biệt tiếng tăm vàng dội khắp thành lâm an trịnh hùng giao thiệp rất rộng trên từ công khanh dưới đến thứ dân không ai mà không biết bản tính của trịnh hùng rất thích kết bạn xem tiền như đất sống rất khẳng khái, trượng nghĩa sơ tài, tế khổn phỏ nguy, bất luận là ai đến gặp xin giúp cũng 10 điếu 8 điếu 30 năm người đều không thất vọng. Cho nên ở thành Lâm An này gần xa đều biết. Tiếng tâm của Trịnh Hùng so với Tôn Thái Lai cách xa một trời một vực, Trịnh Hùng là người chính trực, còn Tôn Thái Lai là tên ác bá. Ngay mặt cũng không ai dám động tới hắn, nhưng sau lưng ngài cũng trưởng. Tư cách của Trịnh Hùng ai ai cũng ngưỡng mộ. Hôm nay Tôn Thái Lai thấy Trịnh Hùng đến không khỏi ngạc nhiên nói, Liêu Đình Quý, chú coi họa đến rồi kia, trịnh hùng là nhân vật nổi tiếng ở cái địa phương này bữa nay quỷ tà mà bắt hắn ta vỗ cửa mắng ta đà, nếu không ra mặt thì mất mặt quá mười năm trước hắn ta đến đây mắng chửi mà ta không ra mặt cũng không hề gì thành lâm an cũng không ai nhắc tới tôn thái lai ta còn bây giờ nếu ta chém vẻ thì còn dùng tên tuổi làm gì nữa nếu còn danh tự hiệu thì người ta sẽ nói tôn thái lai ông đừng hất hiếp chúng tôi trịnh hùng mà ông còn không dám đụng đến nữa đâu mà câu nói đó mà làm ta xấu hổ chết đi được đấy chuyện này gian xếp không được ta phải đi đấu với trịnh hùng thôi liêu đình quý chú đi ra đi dùng lời nói khéo giữ hắn ta lại đừng cho hắn ta đi ta đi kiếm người giúp sức chờ một mình ta đánh không lại hắn ta hẹn người tới đánh cục hắn kéo lên nhau liền quả luôn liêu đình quý lật đật gật đầu bước ra thấy trịnh hùng đang mặt giận hầm hầm bèn nói trịnh đại gia ngài đã đến rồi à tại sao lại giận dữ như vậy ai mắc tội với lão nhân gia thế Ta đến kiếm ma diện hồ tôn Thái Lai Bảo hắn ra đây gặp ta Hay trịnh đại quan nhân bớt giận đã Trưởng quỹ chúng tôi không có nhà ngài hãy lên lầu uống ly rượu đã Rồi có chuyện gì sẽ nói sau Phổ kỳ đâu Đưa trịnh đại gia lên trên lầu Rồi kêu cho ngài hai bầu rượu Và mấy đĩa đồ xào nhắm nhá Xin mời đại gia Phổ Kỳ bước tới nói, dạ, xin mời Trịnh Đại Quan gia lên lầu. Trịnh Hùng nghĩ thầm, hoàn có đầu, trái cô chủ Ta kiếm tôn thái lai mà hắn không có nhà, ta không nên làm khó dễ người khác để ta lên lầu đợi hắn. Nghĩ rồi bèn nói, tôn thái lai, đã không có ở nhà, ta lên lầu chở hắn. Hắn về thì bảo hắn đến gặp ta nhé. Ta, vâng ạ. Trịnh Hùng bèn đi lên lầu, tế điên từ bên ngoài đi vào cũng vỗ bàn, nói. Tôn thái lai, hôm nay hòa thượng lão gia chiếu cô đến đây, đến tên tiểu tử mi đây. Liêu đình quý nghĩ bụng. Thiệt là giọng đổ bỉm leo mà Dòm ra thấy hòa thượng Hắn ta nhớ lại chính ông hòa thượng này Ăn quỵt uống trực ngày nào đấy mà Nguyên trước đâu tế điên biết vạn chân lầu Là của bọn ác bá mở ra Nên đến ăn không hai bữa cơm Hôm đó Tế điên đến Vạn Chân Lầu ăn hết hơn 10 điếu tiền để nói hãy đi với ta đến tiệm tiền lấy tiền nhá. Liêu Đình Quý bảo phổ kỳ đi theo, ra khỏi cửa lầu quay lại thì thấy hòa thượng đầu mất, Phổ kỳ trở về nói, người đi theo đầu mất rồi. Trưởng quỹ đánh phổ kỳ một bạt tài, mắng cho một trận. Hôm sau Tế điên lại đến, bước vào cửa nói, trưởng quỹ nè, hôm qua gặp bạn nên không lấy tiền đưa ông được. Hôm nay ta đến trả nợ ông đấy. Ai nấy đều nghĩ, ấy hòa thượng không phải người ăn quỵt uống trực. Nếu ăn quỵt uống trực thì hôm nay không tới nữa. Tế điên lại ngồi xuống kêu rượu thịt món nào ngon đều kêu hết. Đây cả bàn ê hề. Ăn xong bảo phổ kỳ tính tiền, hai sổ gom là một cộng là 12 lượng 8 tiền Tế Điền nói có bao nhiêu Nói rồi đến quầy trưởng quỹ nói Trưởng quỹ ơi tan hết 12 lượng 8 tiền Đi với ta đến tiệm lấy tiền nhá Liêu đình quý nghĩ bụng Hôm qua bảo phổ kỳ đi lấy không được Hôm nay đừng cho phổ kỳ đi theo lấy nữa Nghĩ thế bèn nói Này hòa thượng hôm qua ông bảo đi theo ông đến tiệm lấy tiền Rồi ông đi mất Hôm nay lại đến tiệm lấy tiền à Hôm qua ta đâu có đi mất đâu Gặp bạn mặt nói chuyện Phổ kỳ đi chốt chứ Thế để tôi đi với ông Liêu đình quý nói rồi cùng tế điên bước ra khỏi tự lầu Tế điên nói Ông có thấy người ta bay chưa Chưa thấy Ông xem nè Đây là người bay đó Vừa nói vừa xô hắn cất chân chạy đi Tế điên vừa chạy vừa ngâm rượu giống thanh tương thịt lại ngon nhậu cho say khớt tách bòn bòn tội cho trường quỹ đỏ đò, theo đòi nợ chẳng cán chân thần dạ heo hon liêu đình quý lật đật đuổi theo nhưng chợp mắt không thấy hòa thượng đâu nữa bèn trở về tiệm nói ông hòa thượng lại chạy đi rồi chừng nào gặp ông ấy nếu lại đánh trong một trận mới được hôm nay tới điên một mình nhân nhân đi tới vỗ bà nói tôn thái lai hôm nay hòa thượng lão già chiếu cố mi đây liêu đình quý nhìn thấy tế điên tức giận nói hãy cho ông hòa thượng ông ăn quýt của ta hai bữa cơm rồi còn đến quậy phá nữa hả thế thì được lắm trịnh hùng ngoái đầu nhìn lại nói sư phó lên lầu đi liêu đình quý nhìn thấy thế sợ quá không dám nói gì thêm bèn nói đại sư phó cùng đến với trịnh đại gia trịnh hùng nói đây là sư phó của ta Lưu Đình Quý nói, vâng, vâng, rồi đi thẳng xuống, chẳng dám nói nữa. Tế Điên cùng Trịnh Hùng lên lầu kiếm ghế ngồi. Tế Điên nói, này, Trịnh Hùng, không phải ngươi kiếm tôn thái lai để đánh cho hạ giận sao? Phải đó, muốn quậy thì quậy cho tới cỡ đi. Trịnh Hùng cho lời nói đó là đúng, lập tức trợn mắt lên nói, đuối mấy người ăn uống ở trên lầu này xuống hết đi. Dạ, dạ, phổ kỳ sợ rút người, lập cập nói, lúc đó ở trên lầu có mấy chục người đứng ăn uống người nhát gan lật đật bỏ xuống, còn những người không sợ nghe Trịnh Hùng nói hét đuổi xuống đều rất bất bình nói, tại sao phải đuổi xuống hết, ta trả tiền uống rượu thì phải để ta uống xong đã chứ, bất kỳ là ai nếu lôi ta xuống ta sẽ níu đầu họ lại cho biết tay, nếu như không như thế thì ta không xuống đâu người đồng bàn với anh ta nói nhị ca anh đừng nói như vậy anh không biết thiết diện thiên vương trịnh hùng ở phụ tiên đó sao ông ta thường ngày là người trọng nghĩa sơ tài có ai cần chi đều đồng ý hết không hề đắc tội với người tốt chắc đây chắc là tiệm cơm đắc tội với trịnh gia đấy tôn thái lai vốn là một tên ác bá trịnh gia đến quán này những quán này la hết là có can hệ, quan hệ gì đến chúng ta đâu. Chúng ta xưa nay cùng trịnh gia không thù không oan. Nếu anh nói như vậy, xảy ra đánh nhau thì đâu có phải là chuộc lấy sự bất hòa không? Người kia nghe nói thế, người nọ không dám cự nự nữ nữa, bèn kêu tính tiền, kéo nhau xuống lầu, phụt chọc thực khách trên lầu đã đi sạch. Trịnh Hùng kêu phổ kỳ dọn đồ nhắm, phổ kỳ lật đật bưng đĩa đồ nhắm lên. Trịnh Hùng cầm cái đĩa ném đi, Tề Điền nói, người ấy ném sao nghe ta nghe không thấy tiếng người ấy ném lại coi nào trịnh hùng lại ném một cái nữa tây điền nói này phố kia tiệm các người bán những thứ gì nào dạ đồ nhắm cái gì cũng có chú đem cho mấy món vừa chiên vừa xào chừng nấu lẫn lộn đem mấy bầu rượu và bình đựng nước tiểu cho ta không được đâu ông kêu rượu thì được chứ còn bình đựng nước tiểu thì không dám đem trịnh hùng nói đi lấy đi nếu không lấy thì đem cái đầu mi lại đây Phổ kỳ tức giận xuống dưới lầu, tới phòng trưởng quỹ nói, trưởng quỹ ơi, ông kiếm người khác làm đi, tôi không làm phổ kỳ nữa. Ông hòa thượng kiếp này, đi với trịnh hùng người kêu tôi đem bình nước tiểu, tôi không làm được, tôi sợ họ phá hư luật lệ đi. Liêu đình quý nghe nói nổi giận là, thiệt là quá ngu cái tên họ trịnh này có gì là ghê gớm đâu. Trưởng quỹ đi kiếm người chưa về, không cần phải đợi trưởng quỹ, ta có chủ ý. Người đến thí trường của chúng ta, kêu các bạn lại đây, kéo ông họ trịnh xuống lầu dần cho hắn một trận rồi sẽ tính sau bất luận hắn là nhân vật tiếng tầm cỡ nào thân phận ra sao cũng đâu dám đưa chuyện này lên hoàng đế phổ kỳ nghe lời lập tức chạy thẳng đến thí trường ở đó có hơn 20 người luyện quyền cước Bình thường những người này đều cùng ăn uống với Tôn Thái Lai. Hôm nay Phổ Kỳ đến nói, Có vị ơi, tiệm của chúng tôi hiện có một người đến quậy phá. Trưởng quỹ kêu tôi đến mời các vị đến giúp sức kéo hắn xuống đánh một trận. Phần ra cửa quan thì có trưởng quỹ chúng tôi lo. Các vị không cần phải sợ gì hết á. Mấy người ấy nghe kêu như thế bèn nói. Phải đó, chúng ta ra ngoài dùng cho tôn đại gia mới được. Lập tức mỗi người cầm lấy đau thương cồn trượng khí giới của mình chạy thắng đến vạn chân lầu. Hết chương thứ 164 chương thứ 165 Tôn Thái Lai nén giận mở chi kỷ mã anh hùng, mãnh anh hùng đánh nhầm pháp nguyên tăng. Thấy mọi người tay cầm đao thương trượng kéo nhau tới vạn chân lầu. Liều Đình Quý nói, các vị đã tới rồi à, họ trịnh đang ở trên lầu đó. Vâng, mọi người đáp xong kéo nhau lên lầu, nhìn thấy trịnh hùng đều ngạc nhiên. Những người này đều thọ ơn trịnh hùng cả, Mỗi năm theo thời tiết rủi có kẹt điều chi đều đến kiếm trịnh đại gia hết. Vì họ biết trịnh hùng là người khẳng khái. Ai đến mượn ít tiền ít nhiều không câu nệ. Trịnh hùng không để cho về không. Thường giúp đỡ bọn họ. Hôm nay gặp trịnh hùng họ đều tiêu nghỉu. Cá đến trợn mắt cũng không dám. Trịnh hùng hỏi, các vị đến đây làm gì thế? À trịnh gia có phải ngài đến mắng chửi tôn Thái Lai đó không? Vâng, phải đấy. À, nếu mà biết lão nhân gia thì chúng tôi cũng chẳng đến làm chi. Trịnh đại gia tại sao lại tìm tôn thái lai làm chi vậy? À, chúng tôi xin khuyên can ngài. Không cần làm như thế. Chuyện này các vị không xem vào được đâu. À, chúng tôi muốn xem vào cũng không được ạ. À. Giúp lão nhân gia thì thiệt cho hắn quá. Trái lại cũng không thể giúp hắn chống lại với đại gia. Ta à, cũng không cần giúp nữa. Thôi, các vị đi đi. Mọi người kéo nhau xuống lầu, nói... Vụ này chúng tôi không giúp được. Nói với trưởng quỹ các người kiếm một cào mình khác nhé. Nói xong, họ tự giải tán. Liêu Đình Quý thấy vậy mới nói, cá bấy nhiêu người toàn là đầu voi đuôi chuột cả. Hắn đâu biết rằng Trịnh Hùng giao thiệp rộng hơn Tôn Thái Lai rất nhiều. Liêu Đình Quý còn đường tức giận thì thấy ma diện hổ Tôn Thái Lai trở về, dắt theo một vị hòa thượng chán chật vị hòa thượng này nguyên là người ở đảo Liên Hoa trên núi Lục An, kêu là thần quyền La Hán Pháp Nguyên. Ông ta đến Lâm An chơi, thường ăn cơm ở vạn chân lầu. Tôn Thái Lai lần là biết chuyện, biết hòa thượng có một bản lĩnh kinh người nên kết lạc bằng hữu. Hai người rất thân với nhau. Tôn Thái Lai mời hòa thượng về nhà mình ở. Hôm nay gặp chuyện này, Tôn Thái Lai nghĩ nếu mời người khác, họ không đánh được Trịnh Hùng vì người quen biết của hắn khá nhiều Phải kiếm ai lạ mặt mới đánh hắn được Tôn Thái Lai biết thần quyền La Hán Pháp Nguyên bản lĩnh cao cường Mà võ nghệ lại xuất chúng Bèn trở về nhà gặp Pháp Nguyên Kiếm chuyện đặt điều nói dốc Này Pháp Sư Huynh Cửa tiệm của tôi chắc bị không được rồi đây Tại sao vậy? Không có vốn này có hề chi Ta có bạc đây, chú cứ lấy mà dùng Không phải vậy Vốn thì có rồi, hiện tại ở thành lâm an này có một cái tên tên là thích diện thiên vương trịnh hùng hắn ta là ác bá ở địa phương kết giao với quan trưởng khuấy động nha môn áp bức người lương thiện hắn thường đến tiệm tôi ăn cơm mà không trả tiền cứ không nói làm chi hắn còn nhăn mũi trợn mắt ăn rồi còn đập đĩa trời hôm nay hắn lại đến bước vào cửa nói tốn thái lai trịnh đại gia hôm nay có chú cố đến tiểu tử của mi đây phổ kỳ khuyên giải hắn lại mớ miệng chửi lùng tùng Tôi ở trong phòng trưởng quỹ thì không trả lời. Nếu trả lời tức thì sẽ đánh nhau thôi. Có người khuyên hắn là nên lên lầu uống rượu thì tôi mới về đây. tôi nghĩ xem, tôi như vậy làm sao đánh nhau với hắn cho được. Pháp sư nghe đặt điều như vậy, bèn nói. Không hề chi, để tôi đi báo thủ cho chú. Chú không tiện trở mặt với hắn thì cứ gọi hắn ra, chí cho tôi. Tôi sẽ phân tải cao thấp với hắn cho nếu tôi có đánh chết hắn thì chú cũng không cần phải lo liên quan chú cứ nói họ dành ăn uống sinh ra ẩu đả chú nói chú không biết gì hết thần tiên cũng lật công ra còn về phần tôi thì trở về liên hoa ở núi lục yên à, họ đâu có cách nào mà bắt tôi được được tôn thái lai nói pháp nguyên cùng thái lai đi thắng về vạn chân lầu tối nơi pháp nguyên đứng ở ngoài cửa nói chú vào kêu hắn ra đây thấy tôn thái lai lên lầu trịnh hùng trợn hai mắt đỏ ngầu nói Tôn Thái Lai ta đến kiếm mì đây Được mì đến kiếm ta Ngoài cửa cũng có người đang kiếm mì nè Ra đó đi Được người cứ chuẩn bị núi dao chảo dầu Họ trịnh ta muốn đến tìm người Nào có sợ gì Nói rồi Trịnh Hùng xuống lầu bước ra ngoài xem, thấy đứng trước mặt mình là một ông hòa thượng chán trợt, mình cao chín thước, tam đình nở rộng tóc để xóa, nịt một chiếc kim cô, mình mặc tăng y bằng đoạn màu lam, làm nổi bật bâu áo màu xanh vớ trắng, đỏ quạch trên đôi mắt vàng. Vớ trắng vân hài xanh, mặt như màu tràm, đôi mì màu đỏ quạch trên đôi mắt vàng thau, hai chùm lông đèn áp đầy hai tai, trông vẻ dữ tợn như ồn thần, mạnh như thái tuế, tay cầm một phất trần sáng lóe. Tôn Thái Lai lấy tay chỉ, nói, vì hòa thượng này tìm mi đó. Trịnh Hùng biết đó là nanh vuốt của Tôn Thái Lai mới nói, ông là người xuất gia, ta với ông không quen biết nhau, trước đây không oán, gần đây không thủ, ông đến tìm ta để làm cái gì? Mi có phải là thiết diện thiên vương không? Vâng, chính tôi, ông là ai? Sái ra là thần quyền La Hán Pháp Nguyên. Ta tìm Mi, tại vì Mi đến phá bĩnh việc buôn bán tại địa phương này. Không có việc ác nào là Mi không có làm. Sái ra hôm nay đặc biệt đến để kết thúc tính mạng của Mi đây. Hay cho tăng nhân, ông có tài cán bao nhiêu mà dám ngông cuồng huynh hoang như thế? Nói xong cử quyền nhắm phát nguyên đánh tới, Pháp Nguyên lật đật cử quyền đón đỡ, hai người thi thố hết tài năng đánh nhau một trận, thật là kỳ phùng địch thủ. Tướng Ngộ Tường Tài, Trịnh Hùng vốn có tài năng xuất chúng, gặp được danh nhân dạy dỗ, còn Pháp Nguyên là người tinh thông quyền cước bản lãnh cao cường, hai người trao đổi quyền cước bất phân thắng bại. Người xem vầy quảnh mỗi lúc một nhiều, nhưng không ai dám nhảy vào khuyên can, vì họ đều biết rằng Trịnh Hùng là nhân vật nổi tiếng của địa phương, còn Ma Diện Hổ cũng là ác bá ở nơi này, Hài bền đều không dễ gì vây vào nhau. Trịnh Hùng đang đánh nhau với Pháp Nguyên, trừ phần thắng bại. Lúc đó, Tế Điên ở trên lầu mở cửa sổ nhìn xuống nói, Chà, không xong rồi, đánh nhau hả? Màu can ra chưa? Mấy phổ kỳ trong quán rượu đều nói, các vị xem cái ông hòa thượng ăn quỷt uống trực kìa, thật là đáng ghét. Câu nói đó cũng không quan trọng, nhưng nhè gặp phải một đại hán khờ, đứng ở trong đám đông còi đánh nhau, lại nghe được bèn lầm cho pháp nguyên là ông hòa thượng ăn quỵt uống trực đại hán khở này đã hai ngày chưa ăn cơm anh ta nghĩ bụng cái ông mặt đen này chắc là trưởng quỹ của tiệm cơm nhưng vì ông hòa thượng kia ăn quỵt uống trực mời đánh ông ta như thế ta phải giúp ông trưởng quỹ mặt đen đó đánh cho ông hòa thượng kia chạy đi trưởng quỹ quán rượu thế nào cũng đãi mình một bữa cơm nghĩ rồi bèn hua lấy cây thục đồng côn trong tay nhắm ngay pháp nguyên hòa thượng đánh xuống làm trịnh hùng cũng phải ngạc nhiên nguyên vị mãnh hán này là người châu tuần điển họ ngưu tên cái ngoại hiệu là xích phát ôn thần con của kim mao thái tuế ngưu hồng nói theo sử sách thì hắn chính là cháu nhiều đời của ngưu cao trong chuyện trịnh tinh trung tính tình rất hiền lành ngay thẳng từ nhỏ được gia truyền một bản lĩnh kinh người sức mạnh vô cùng nhưng lại rất khờ khạo gia tư của hắn rất giàu có nhưng vì khi cha chết hắn là kẻ nhân sự bất biết nên gia tài sự nghiệp bị người ta phân chia lần hồi đến nỗi cơm không có mà ăn. Hắn cũng chẳng biết làm gì để kiếm sống. Mỗi khi đói bụng, thấy người ta trong phố dọn cơm thì nhào lại ăn đại. Người ta thấy hắn có dáng vẻ hơn người bèn cho hắn ăn. Nhưng lâu ngày trầy tháng thì ai cung phụng cho hắn nổi. Mỗi khi ăn cơm, người ta đều đóng kín cửa lại, sợ ngừu cái tới. Nhưng đóng cửa cũng không xong, Ngưu cái xô cửa giật lấy để ăn vì hắn khỏe quá ai cũng đành phải chịu không dám động đến ở cùng phố có một người là ân nhị thái già nói ngưu cái này à, người cứ ở nhà hoài mà ngày ăn nhà này mai ăn nhà kia coi sao tiện có sức lực như người nên đi đến doanh trại đầu quân đi một khi điểm binh diễn võ rồi chắc chắn sẽ làm được quan chức há không sướng hơn sao ngưu cái vốn là một thằng khở hỏi làm quan chức là chức gì À, để đốc, à, phải rồi, ta đi làm để đốc, ta cho người một điếu tiền làm lộ phí, người đi đi, ngưu cái cầm một điếu tiền từ nhà ra đi, cứ đi đại tới trước rồi trắng chờ biết đi đâu, anh nghĩ mình phải hỏi doanh trại ở đâu mới được, nghĩ rồi gặp một người đi đường, ngưu cái từ phía sau hét lớn, ê, tiểu tứ đứng lại coi, người kia ngoái đầu nhìn lại. Thấy nghiêu cái mình cao hơn một trượng, mặt như bùn xanh, tóc đỏ như châu xa, tay cầm cây côn đồng cỡ bằng ly trà. Người đó sợ quá, cò giỏ chạy mất. Ngưu gái thấy vậy nói, hay cho cái tên tiểu tử này không nói cho ta biết, lại chạy đi chứ. Hắn thấy một người khác lại kêu, ê, tiểu tử đứng lại. Người này thấy hắn cũng chạy nốt, gặp liên tiếp ba bốn người. hệ hỏi tới là chạy, ngưu cái bèn nghĩ ra một cách gặp một người đi đường hắn ta bước tới thổ cổ người đó nói ê thiếu tứ đừng có chạy người ấy sợ quá nói làm cái gì vậy tôi có mắc mớ gì anh đâu Ê, ta hỏi này doanh trại ở đâu người hàng phố của ta nói theo sức lực của ta như vậy đầu quân à, mỗi khi điểm binh diễm võ thì thế nào cũng làm để đốc à, anh thả tôi ra anh thả tôi ra thì tôi sẽ nói ê đừng có chạy nhá dạ à, không, không 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 chạy ngưu cái mới thả người ấy ra người ấy biết hắn là một thằng khờ mới nói anh muốn đi đầu quân ấy thì đi lên kinh đô. Nơi đó là chỗ ở của thiên tử. Muốn kiếm danh thì ở chiêu, kiếm lợi thì ở chợ. Anh muốn làm quan thì đi lên trên đó. Kinh đô ở đâu? Kinh đô ở Lâm An, anh đi về hướng việt bắc này này. Ngưu Cái lại chẳng hiểu biết chi, đi đường thấy quán bảo ở thấy cơm kêu ăn. Hôm sau đi rồi định đến quán đòi tiền, Ngưu Cái nói lão già không có tiền, đợi làm quan rồi sẽ trả. Nói rồi cất trần chạy đi Người ta rượt theo không kịp Hắn cứ mơ mơ hổ hổ như vậy Không biết Đông Tây Nam Bắc là gì Thời may cũng tới được Lâm An Ngưu cái hỏi thăm người ta đi đầu quân ở đâu Có người bảo anh lên nhà môn mà đầu quân Ngưu cái bèn đến nhà môn huyện tiền đường Thấy ngoài cửa có rất nhiều đương sai đang ngồi Ngưu cái hỏi Ê tôi đi đầu quân đấy Trong các đương sai có một người già hỏi hắn Anh kiếm ai người hàng phố nói tôi sức lực uh, như tôi ấy, thì đi đầu quân đi uh, điểm quân diễn võ chắc chắn là tôi được làm quan ông già nghe nói biết hắn là một thằng khờ bèn nói anh đi đến đầu quân mà hiện giờ không có quân vụ anh phải kiếm người bảo lãnh tôi sẽ giao cho anh phần sai sự trong quân doanh ăn một phần lương để giúp anh đấy để tôi đi kiếm người bảo lãnh phải đấy, ngưu cái bỏ ra ngoài, gặp một người đi đường chưa hề quen biết. Hắn kêu, ê chú đừng đi, vô bảo lãnh cho tôi coi. Cái gì? Tôi bảo lãnh cho chú à? Trong doanh trại giao cho tôi một việc ăn một phần lương để giúp đỡ tôi, chú bảo lãnh cho tôi đi. Nhưng mà tôi không quen với chú mà. Kể như mình quen với nhau đi. Không được đâu. Ý, không được thì ta đi tìm người khác vậy. Hắn tìm mãi đến cửa tiền đường, thấy Trịnh Hùng với Pháp Nguyên đang đánh nhau, nghe phổ kỳ hồ hòa thượng ăn uống quỵt, ngừ cái tưởng lầm Pháp Nguyên hòa thượng ăn uống quỵt. Còn Trịnh Hùng chính là trưởng quỹ tiệm, ngừ cái nhảy vào sách thục đồng cồn nhắm ngay hòa thượng đập xuống. Hết chương thứ 165.